cuộc đời này là màu hồng, mẹ nói lúc con ra đời. Mỉm cười là điều tuyệt vời, mẹ nói lúc con lên năm. Dù cho con xuống chân không dài và vai trắng thon, mặt trời còn rạc một phần mà sao thời gian luôn càng. Hãy làm điều mình tự hào, mẹ nói lúc con lên 10. Đừng làm điều mình ngần ngại, mẹ nói lúc con 12. Dù cho đôi lúc con sai đường và quên lối đi, trưởng thành là điều tuyệt vời để từ sai ta học cho đúng. Sau này năm con 22 sẽ thấy màu mắt của con thật xinh, thấy giọng ca ngân nga trong vắt có khi lại khiến con rất đặc biệt. Và hãy nhớ rằng trên đời này không ai phải giống ai, nên là năm con 22 hãy sống hồn nhiên giống như 12. Địa cầu là một hình tròn, vậy nên thế gian xoay vòng. Điều mình nhận được là điều mình vô thức đã cho đi, vậy nên nếu sau này đừng sợ và đừng chần chừ, vì đi cũng là để chờ.